Trong sáng ngày hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội luận tội các bị cáo trong vụ án nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội, CDC Hà Nội. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Nguyễn Nhật Cảm có vai trò cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về vụ nâng khống giá mua máy xét nghiệm COVID-19 nên đề nghị mức án cao nhất. Cùng tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với cựu giám đốc CDC, các bị cáo Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù. Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Trần Duy bị đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tòa tuyên Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thanh Tuyền từ 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Hoàng Kim Thư và Lê Xuân Tuấn bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù. Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội xác định các thiết bị y tế gồm hai máy xét nghiệm PCR real-time tự động, một máy tách chiết DNA, RNA, ba tủ lạnh âm có giá tổng cộng hơn 4 tỷ, nhưng các bị can đã nâng khống lên hơn 9 tỷ. Hành vi phạm tội của Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5 tỷ.